Quang vừa test thử một đoạn nhạc cặp loa Bose 301 CZ2 đời chót màu vàng. Vâng, cặp loa này thì khi em test xong sẽ đóng gói cẩn thận chuyển cho bác Hoàng Quốc Luân, bác ở xóm 5, Xuân Trường, Lam Định. Vâng, một cặp loa cực kỳ là xuất sắc, cực đẹp luôn các bạn. Bác Trường này thì qua một tin nhắn, bác chỉ nhắn tin là Ngọc Quang ơi, tôi muốn mua một cặp loa Bose 301 CZ2 đời chót, hàng chuẩn, tôi tin Ngọc Quang, cho tôi số tài khoản. Chưa đầy một phút em nhắn tin, bác chuyển luôn cho em trước tiền. Đấy, không cần hỏi là có xịn xò hay không, có đẹp hay không, thực sự là các bác rất là tin tưởng, không phải hỏi nhiều, các bác vẫn được sử dụng sản phẩm tuyển chọn bên Ngọc Quang. Cặp loa này phải nói là cực kỳ là xuất sắc, sẽ test xong và đóng gói cẩn thận chuyển cho bác Hoàng Quốc Luân, bác ở Lam Định. Trân trọng Ngọc Quang, trân trọng cảm ơn tất cả các bác đang theo dõi. Mong các bác nhấn nút đăng ký kênh giúp Ngọc Quang. Và các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo những số máy quen thuộc. Đây, 0975962167 hoặc 0963179989. Bên em nhận ship hàng và chuyển hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Một lần nữa trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác, các anh chị em ở những video tiếp theo.